chào mừng các bạn nó quay trở lại với khóa học về lập trình Windows Form C# căn bản. À, chúng vậy chúng ta đến chương 3 của khóa học này và bài học đầu tiên của chương 3 này đấy là câu lệnh điều kiện if. Thì điều kiện if là gì? Như các bạn đã từng học về lập trình rồi thì các bạn cũng đã biết. Ở đây mình xin giải thích lại một chút cho các bạn nào chưa biết hoặc là các bạn nào cần củng cố lại kiến thức để các bạn nắm lại. Và đầu tiên if có nghĩa là nếu à, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó là nếu ây cú phong nó Mình thấy đây là if biểu thức điều kiện à, nếu như chúng ta có một cái biểu thức điều kiện gì đó à, các bạn còn nhớ ở những cái bài học về à, cái tán tử thì đối với if nó cần một cái à, biểu thức điều kiện sao cho nó chảy về một giá trị là choose hoặc là phone à, nó làm các bạn nhớ đến cái tán tử thế nào bạn à, bé hoặc băng lớn hoặc băng hoặc là bằng băng hoặc là khác băng hoặc là end hoặc là hoặc à, các bạn còn nhớ những cái tán tử mà nó chảy về giá trị choose hoặc là phone thì biểu thức điều kiện ở trong if nó cần như vậy thì nếu như cái biểu thức điều kiện này nó đúng, à, các bạn thấy nó đúng, à, thì nó sẽ làm gì? nó sẽ xử lý một cái khối lệnh, cái khối lệnh gì đó, thì tùy chúng ta. À, và nếu như nó sai, thì nó sẽ bỏ khối lệnh này. Ôi, và trong cấu trúc chương trình chúng ta, chúng sẽ khai báo như sau. các bạn thấy cú pháp if à, mở mặt tròn, à, biểu thức điều kiện và đóng mặt tròn. hãy nhớ là biểu thức điều kiện này nó phải trả về một giá trị là true hoặc là false nha các bạn. À, và phải thấy là chúng ta sẽ mở ngoặc và đóng ngoặc nhọn lại. ở trong nữa là phần khối lệnh. À, để rõ hơn chúng sẽ qua phần code để mình sẽ minh họa cho các bạn Rồi, quay lại với cái code về kiện, xử lý sự kiện nút nhấn bút tổng một của chúng ta à, các bạn thấy đây à, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục thôi khi mà nhấn vào bút tổng một nó sẽ xử lý một cái gì đó à, thì bây giờ để rõ hơn thì à, mình sẽ viết ở đây rồi mình sẽ khai một cái biến là, là in y biến số 1 bằng à, 3 à, in y biến số 2 bằng 5 rồi bắt đầu, Bắt đầu mình sẽ vào if. À, các bạn thấy là if các bạn thấy này gợi ý chúng ta. À, chúng ta mở mặt tròn và đóng mặt tròn lại đi để chúng ta nhớ. Nếu như à, y biến số 1 à, lớn hơn y biến số 2. À, các bạn thấy đây. Rồi, chúng ta xuống dòng và đóng mặt và mở mặt nhọn. Rồi. À, các bạn thấy là nếu như y biến số 1 lớn hơn y biến số 2 đúng thì chúng sẽ thực hiện một khối lệnh để khối lệnh nó nằm ở trong ruột của hai cái dấu mặt nhọn này các bạn thấy hai cái nhọt ngọn này nè các bạn rồi và nếu như nó sai thì nó sẽ bỏ qua và nó sẽ nhảy tiếp phần cái phần code ở đây các bạn thấy rồi nếu như y biến số 1 lớn hơn y biến số 2 thì mình sẽ như sau y biến số 1 à, bằng y biến số 1 cộng 3 nữa à, các bạn thấy là nếu như y biến số 1 nó lớn hơn y biến số 2 thì ta sẽ tăng y biến số 1 lên 3 đơn vị nữa hai các bạn ha rồi à, thì À, sau khi tăng lên, ở dưới đây, khi mà qua phần này, mình sẽ bắt đầu tính tổng in y tổng bằng y biến số 1 cộng y biến số 2 Rồi, cái này thì các bạn cũng quen thuộc rồi Và mình sẽ xuất ra màn hình bằng cách là sử dụng message box chấm số y tổng chấm chu string Rồi à, Các bạn thấy đây à, Mình sẽ diễn dịch lên à, Các bạn có thể tự xét, xét trước kết quả để thấy Các bạn thấy rằng à, Biến số 1 hiện tại là 3 và biến số 2 hiện tại là 5 Và biến số 1 nó sẽ bé hơn biết số 2. Như vậy, cái đâu câu điều kiện if chúng ta nó trả về cái gì là false mà nó sẽ bỏ đi cái phần lệnh ở trong đây, nó không chạy tới mà nó sẽ tính tổng thẳng. Thì như vậy, kết quả chúng ta sẽ là 8 bởi vì y biến số 1 nó không có được tăng lên thêm 3 đơn vị, các bạn thấy. À đây, khi mình nhấn biết số một kết quả nó xuất ra là 8 các bạn thấy ở đây. Rồi. À bây giờ à mình sẽ tắt đi. Rồi, và à các bạn hãy xem. À nếu như, như bây giờ mình sửa lại, không phải là lớn hơn mà là bé hơn à, như vậy nó là đúng bạn thấy là nếu như y biến số 1 à, bằng 3 nó bé hơn y biến số 2 là 5 thì đây được đúng thì mình sẽ tăng biến y biến số 1 lên 3 đơn vị à là sẽ lên 6 là 6 cộng với 5 sau 11 và mình sẽ nhấn thử cho bạn xem à, các bạn cảm thấy bây giờ nó 11 rồi các bạn thấy không bởi vì nó chạy vào đúng câu điều kiện if này và nó tăng biến y biến số 1 của ta lên thêm 3 đơn vị nữa và kết quả tổng của ta cũng sẽ được tăng thêm 3 đơn vị nhờ biến số 1 bây giờ nó là là 6 Đó, các bạn ha Đó, ở đây mình cũng chỉ các bạn một cái mẹo tắt chương trình À, ngoài ra nếu như các bạn có thể bấm nút này cũng tắt cũng được hoặc là các bạn có thể ngưng đi bớt bằng tách là và chương trình và chúng ta nhấn Shift F5 ha các bạn ha à, với F5 là chạy chương trình nhưng mà nó chỉ dạy chỉ các bạn ở những bài đầu à, Shift F5 thì chúng ta ngưng đi bớt chương trình Hai, đó là một dạng câu điều kiện if đơn giản thì bây giờ mình cũng chỉ với các bạn một cái cách à, làm màu hơn một cái bài của chúng ta chạy như ở đây mình có một chút cái cần nữa chẳng hạn như mình kéo vào đây một cái test box à, bóc nó một này để chứa cái biến số 1 à, để mà à, sao chép test bóc này các bạn hãy cầm nó các bạn kéo Các à, bạn kéo tạo một cái nữa và các bạn giữ control các bạn kéo thì nó sẽ tạo một cái các bạn các bạn một cái test bóc nữa hoặc là các bạn cũng thể vào tương bất các bạn kéo mới cũng được rồi ở đây thì mình sẽ kéo một cái label là cái nhãn các bạn những cái dòng chữ uh, in các bạn đây rồi ở đây phần test của label 1 mình sẽ sửa lại đó là uh, số 1 À, phần test của biến số 2 mình sẽ sửa lại là à, số 2 rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ có những cái test box để chúng ta nhập vào những cái giá trị các bạn mình sẽ báo lên rồi các bạn thấy ở đây hai cái box của chúng ta nó hơi mờ đúng không các bạn à để mình chỉnh lại cái màu cho nó phù hợp cái màu của form Back à, color, đây rồi à, Mình sẽ chỉnh cái màu nó đậm đậm xuống chút rồi, các bạn thấy đây các bạn đây dễ nhìn hơn rồi à, test bút tông mình cứ sửa lại là chữ tính chẳng hạn rồi, bây giờ chúng ta có một cái hai cái test bóc à, và một cái nút để tính rồi khi nhập vào hai cái test bóc này à, chúng ta sẽ được những cái con số mà do người dùng nhập chúng ta sẽ tự gây tính à bây giờ chúng ta nhấn nút tính thì chúng ta sẽ tính à, bây giờ mình sẽ chạy đi bắt thử à, các bạn thấy bây giờ mình nhấn vào à, mình bấm vào số 1 đó là 11 À, số 2 mình nhấn là 2 Thì theo yêu cầu Nó sẽ tính tổng là xuất ra là 13 Nhưng khi mình bấm thì bạn thấy Nó vẫn ra 11 à, Giống như cái code này chúng ta đã làm à, Bởi vì sao các bạn Chúng ta chưa lập trình sự kiện Chúng ta chưa lấy được những cái kết quả Từ những cái test box này à, Xuống à, cái phương thức xử lý sự kiện nhận lít của chúng ta à, Mình sẽ chỉ các bạn cách làm à, Trước hết chúng ta quay lại sự kiện Thì bây giờ Y à, biến số của chúng ta à, Các bạn thấy chúng ta đang gán nó bằng 3 Bởi vậy nó không ảnh hưởng gì ở Cái test box cả Thì chúng ta sẽ can thiệp đến test box đó à, bằng cách như sau. Chúng sẽ đi đến cái name của test box đó. Thì name của test box là gì? Các bạn hãy xem thuộc tính của nó, à, bấm vào đây, Bắt các bạn chuột phải chọn property. E. Giống như bài đầu mình đã chỉ các bạn. Rồi, các bạn kéo lên đầu, Thuộc tính name nó nằm ở trên đầu. Rồi, các bạn thấy ở đây. Khi mà các bạn tạo một cái control mặc định là nó sẽ tên, trùng về tên cái control là test box. À, và tùy theo cái tự của test của cái control đó, nó sẽ gắn cho cái control đó thêm một số 1. À là số 2 là số 3. Các thấy là test box này test box 1. Các bóc này là textbox 2, bạn thấy. Thì chúng ta cũng thể sửa lại cái tên bóc này chẳng hạn như mình sửa là txt uh, số 1. À uh, txt là cái tên quy định của bóc và tên viết tắt quy định. Người ta thường viết sử dụng bóc là chữ txt. Anh đây mình cũng viết là txt uh, số 2 Để các bạn ha. Rồi, uh, mình sẽ vào đây và mình sẽ bắt đầu can thiệp vào hai cái bóc đó. Ở uh, số 1 mình sẽ lấy giá trị của textbox 1. Chúng ta sẽ gõ cái tên của bóc vào. TXT số 1 các bạn thấy ở đây à, t -t -t số 1 và TXT số 2 đều có à. à. Các bạn thấy như vậy thì nó vẫn báo lỗi Tại vì test box chúng ta là một dạng đối tượng là cái khung để các bạn gõ chữ à, Chúng ta chưa nói đến cái phần mà cái giá trị bên trong test box Thì chúng ta sẽ lấy giá trị đó bằng cách là chấm à, test Chúng sẽ đến cái thuộc tính test à, Các bạn thấy Enter ở đây Rồi nó sẽ tiếp tục báo lỗi là bởi vì test này nó trả về một cái giá trị là string kiểu string kiểu chuỗi ký tự À, vì vậy chúng ta cần phải ép kiểu từ kiểu chuỗi ký tự và kiểu integer thì mình đã từng chỉ các bạn à, các bạn thấy ở dưới đó là kiểu integer qua kiểu chuỗi bằng cách là chúng ta lấy cái integer chấm chuỗi string thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ string sang chuỗi bằng cách chúng ta sẽ gọi là in chấm à, Các bạn thấy tới cái à, phương thức pack này à, và nó cần tham số là một cái chuỗi string à, chính là cái chuỗi test của chúng ta bạn à, thấy đây vậy chúng ta sẽ được cái câu là in chấm pack và tham số truyền vào chính là à, cái test của số số 1 à, tương tự với biến số 2 chúng ta cũng làm cái điều như vậy và số 2 à, chấm test rồi à, vẫn như vậy nếu như biến số 1 mà bé biến số 2 chúng ta sẽ tăng hai biến số 1 lên 3 đơn vị và mình sẽ à, chạy à, bây giờ biến số 1 bạn thấy bây giờ mình nhập vào là số 0 và biến số 2 mình nhập vào số 1 thì à, nếu như bạn thấy đây biến số 1 mà nó bán biến số 2 rõ ràng cái số 1 của chúng ta là không mà bé hơn bí số 2 là một vì vậy siêu số 1 sẽ được tăng thêm 3 đơn vị tức là thành 3 và 3 cộng 1 là 4 Và mình sẽ nhấn à, thế đây nó xuất chúng ta là 4 đúng luôn các bạn thấy đúng không rồi bây giờ mình sẽ sửa số 1 là số 3 à, bây giờ các bạn thấy cái điện ít của chúng ta nó đã bị thay đổi là bí số 1 nó không còn bé hơn bí số 2 nữa bởi vì 3 nó không bé hơn 1 vì vậy cái kết quả nó vẫn được giữ nguyên tức là 3 cộng 1 bằng 4 các bạn thấy ở à đây kết quả vẫn là 4 các bạn thấy ngoài ra các bạn có thể thử nhập vào số 5 à, các bạn thấy kết quả vẫn là xa 6 bởi vì biến số 1 vẫn lớn hơn biến số 2 và nó không được tăng 23 à, tuy nhiên nếu biến số 2 mình tăng lên thành 7 à, như vậy thì biến số 1 sẽ tăng 3 đơn vị là 8 và 8 cộng 7 sẽ bằng 15 đúng không các bạn? À, ở đây các bạn có thể lập trình được một cái chương trình tính toán đơn giản rồi đấy bằng các cái thêm một cái, những cái nút bấm tổng chẳng hạn như là cộng trừ nhân chia ở đây mình rồi nút nhấn tổng rồi à, các bạn có thể nhập vào những cái số số và các bạn bấm những cái nút tính và message box chấm sâu những cái kết quả cho các bạn à, chúc các bạn thành công.